Em thích người con gái dịu dàng, thướt tha, da trắng, má hồng. Dịu dàng, thướt tha, da trắng, má hồng. Dạ vâng. Cặp đôi đầu tiên thành công rồi. Thành công rồi, à, vậy là quá vui rồi. Tiếp tục cặp thứ hai. Cứ thế mà tiến lên, Hạ Mang. Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em tên là gì? Em tự giới thiệu. Em tên là Bích Quyền, em năm nay 25 tuổi. Em là nhân viên kế toán, em làm ở công ty di động H5 Mobile chị. À, H5 Mobile. Rồi, mình đợi coi bạn trai mình hôm nay là ai nha. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh ạ. Chào quý khách tường và chào người bạn đấy. Chào bạn. Dạ. Bên kia tên là Bích Quyền. Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Lê Văn Trường. Em hiện tại là quê ở Thanh Hóa và hiện tại đang sinh sống và làm việc. Chị không nghe gì trơn vậy? Nãy đi chung với anh kia hả? Dạ không. Thanh Hóa vào Thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vừa vào hôm qua. Vào hôm qua? Cái gì? Mới qua chạy vô đây vô luôn kiếm vợ vậy đó hả? Dạ, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Dạ. Ở Thanh Hóa làm việc ở Hà Nội, vô Thành phố Hồ Chí Minh kiếm vợ. Chứ đi xa vậy? Ủa là hôm nay vô đây là để tham gia chương trình mà muốn hẹn hò thôi hả anh ơi? Không ạ, tại vì em theo dõi chương trình rất nhiều và em thấy rất là có ý nghĩa, mà em thì hiện tại chưa thể tìm được người như ý của em mong muốn. Thì em đã đăng ký tham gia chương trình nhờ chương trình tìm một cái người mà em đã gọi là liệt kê sẵn. Liệt kê rồi hả? Đâu liệt kê? Sao sao? Kể nghe dùng liệt kê coi. Thật là em thích những người gái miền Nam á. Thích gái miền Nam. Tại vì giọng nói rất là dễ thương. Dễ thương không? Cỡ chị Cát Tường không? À, chị Cát Tường miền Trung ạ. Ông miền Trung hả? À, em thích người con gái dịu dàng, thướt tha, da trắng, má hồng. Da trắng, má hồng? À, dạ vâng. Dịu dàng, thướt tha, da trắng, má hồng. Thân hình cân đối. Quyền có thích quen với bạn trai ở miền Bắc không? Dạ không, em thích trai Sài Gòn. Mình căng rồi nha. Căng rồi đó, vô là thấy câu mở đầu. Mới vô gặp mâu thuẫn rồi ta. Mình giới thiệu về mình trước đi, lỡ anh cũng đi ngàn dặm xa xôi đến đây đúng không? Mình phải cho mình cơ hội để kéo màn còn tìm hiểu nữa chứ. Dạ em thì nhiệt tình, vui vẻ, nói chung là sống tình cảm. Chỉ vậy thì không có gì nữa vợ. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì em hát dở lắm. Dở cỡ nào? Hát thử nghe coi nó dở cỡ nào. Dở lắm anh ơi, ai nghe cũng sợ. Kệ nó, thử anh nghe, biết đâu cái đó ấn tượng sao? Em không thuộc bài nào anh ơi. Hát đỡ cỡ 2-3 câu cho anh Linh anh biết. Đúng rồi. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Thôi em hát. Trời ơi, bài đứa 3-4 tuổi hát cũng được mà em hát chưa đúng lời. Đúng rồi em hát. Chưa đúng nhạc nữa. Thế mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ lúc trước em có quen 2 người chị. Một người lúc thời còn đi học á. Còn một người thì mới chia tay đây cũng khoảng 2 năm. Chia tay 2 năm? Dạ. 2 năm nay là không có ai đeo đuổi mình sao? Như cũng có người này quen qua quen lại nhưng mà không có hợp chị. Bây giờ mình đã muốn lấy chồng chưa? Cũng muốn rồi chị. Nhưng bây giờ anh bên kia anh đầy đủ yêu cầu hết á thì mình có cho nhau một cơ hội không? Em không biết, nhưng anh nói sao? Sao? À, đâu có sao đâu. Ta nói thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua mà xa cái gì? Mà cái mẫu người bạn thích là người như thế nào? Cho em thích là trai nè, cao khoảng 1m7 nè, vui vẻ. Bạn cao 1m75. Nói chung là nó nhiều xíu. Nó nhiều? Dạ. Em ít nói nên thích người nó nhiều. Ủa sao kỳ vậy bạn? Bù qua sức lợi anh ơi. Bạn mình thì ít nói quá nè. Công việc cụ thể bạn là hàng ngày làm gì? Dạ, em hiện tại đang là kỹ sư cơ khí, nghĩa là em làm bên đại lý bán hàng dịch vụ cho nhà sản xuất máy, làm bên các máy móc công nghiệp. Máy móc công nghiệp? Dạ. Bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Nói chung là không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng, ăn mặc bê bối. Mình có cái mẫu người lý tưởng nào không? Thích Lý Hải chị. Anh Lý Hải ca sĩ hả? Dạ. Thì giống Lý Hải nè. Giống mà. Hả? Giống Lý Hải á. Đến chương trình có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có em gái đi cùng. Đâu em gái em đâu? Chào em. Dạ chào chị Cát Tường với anh Quyền Linh nè. À, em tên là gì? Dạ em tên là Xuân Tài á chị. Em ruột của Quyền hả? Dạ đúng rồi chị. À, thấy anh bên kia sao? Dạ thấy anh thì nói chung là cũng hiền cũng dễ thương. Cái vụ mà chị nói không có chịu ngoài người Bắc em nghĩ sao? Thấy có cứu vãn gì được mối tình này không? Em thấy quê ở đâu cũng được nhưng mà chị thích là phải lập nghiệp ở Sài Gòn. Nói chung là có nhà ở Sài Gòn để chỉ cho công việc của chị thì ở đây. Đủ giờ Hà Nội ta giàu quá rồi, giàu luôn mấy chục cái nhà luôn, không ra hả? Mua Sài Gòn chi? Giờ sao ở Hà Nội sao quen anh? Ủa quen bình thường. Quen sao đi chơi anh? Thì ra Hà Nội đi chơi. Em mới đi làm. Thì bây giờ mình chỉ cưới quen cái được là mình cưới luôn. Chưa tìm hiểu sao cưới chị? Cần cái gì tìm hiểu gì nữa. Bà là bà khó dễ sợ luôn vậy đó. Phải khó anh. Hả? Đủ giờ yêu nhau trong đây mà anh về Hà Nội là đám cưới đi không?
tại yêu thì trong đây bắt buộc ra ngoài, còn giờ chưa yêu mà anh ở ngoài nữa. À, vậy là hiểu rồi. Ngại thời gian hẹn hò không có chỗ đi. Ngại hẹn hò thôi đúng không? Tức là yêu trong đây, nếu mà chịu đồng ý đám cưới xong là ra ngoài ở được cái gì? Thì cái đó để suy nghĩ lại. Khó quá trời khó luôn thiệt. Thì bây giờ ông ấy để chị thương lượng coi, giờ mỗi tuần là tuần ảnh vô thăm em, tuần em ra thăm ảnh, thăm qua thăm lại khoảng chục lần đám cưới luôn, rồi ra ngoài ở quản lý làm việc ở ngoài. Bây giờ để hỏi coi có tiền đám cưới không nè. Dạ sao chị? Sao em giờ công việc ngoài kia ổn định lắm hả? Dạ vâng, thì em cũng khá ổn định ngoài đấy rồi. Khá ổn định ngoài xong ở ngoài kiếm vợ luôn đi rồi vô đây làm chi được. Thì em gọi là thích người Việt Nam mà. Nhưng mà em chưa bao giờ có cơ hội gặp người Sài Gòn à. Có nghĩa em cũng hay công tác ở Sài Gòn, nhưng mà em cũng chưa thể gặp được. Đó rồi bây giờ chị đưa ý kiến cái vụ hẹn hò vậy đó. Nếu mà em thấy cũng hợp thì nếu hai người thấy hợp thì em sẽ cố gắng là một tháng làm một lần. Hoặc là họ có thể rồi lại đổi lại người đó thời gian hoặc là rồi thí dụ như giờ đem cổ ra ngoài thì có tìm được việc đồ gì cho cổ làm không, hay là cổ ra ngoài rồi cổ làm gì? Việc thì trước tiên thì tùy theo khả năng của mình tìm, còn không thì người phụ nữ mà không sao cả. Ở nhà chồng nuôi? À vâng, không sao có cả. Nhà chưa? Tại em thì hiện tại chưa, nhưng mà trước khi cưới vợ thì em cũng mong muốn mua một căn nhà nhỏ. Mà muốn khi nào cưới? Thí dụ giờ được cũng lẽ đi ra đi vô hoài. Em thì xác định thì em muốn tầm tuổi 29 tuổi. 3 năm nữa không lẽ giờ quen nhau 3 năm mà một tháng đi vô một lần tìm máy bay sao chịu nổi? Dạ không sao. Không sao? Dạ. Cái hình mẫu lý tưởng nào mà bạn thích á, ví dụ như hình mẫu lý tưởng giống em thích thì đó? Giống diễn viên Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh? Nguyệt Ánh. Cũng giống lắm á, giống. Nhưng mà giống là giống lý tưởng cho vui thôi chứ mỗi người một nét không có so sánh được giống đúng không? Giống Nguyệt Ánh y chang có mái tóc. Chị thấy rất là có thành ý. Em nghe nãy giờ em nghe là chị đâu cần nói lại đúng không? Chúng ta sẽ kéo màn lên ha. Để cho cô ấy gặp đi. Cảm ơn. Mỗi tháng vô một lần 3 năm cưới luôn. Có nhà trước khi cưới đàng hoàng nha. Mỗi tháng vô 3 năm vô liên tục vậy bán nhà luôn á. Em... Chuẩn bị. Mời hai bạn. Chào anh. Tặng rượu đi. Mình đảm bảo. Dạ em cảm ơn. Thấy ta chu đáo chưa? Hoa mà để vô cái hộp mình để giữ cái hộp luôn đi. Bỏ hoa vô cái hộp mới đẹp. Tặng cô khác là không có hoa là tặng cô khác nữa. Cái hộp đẹp hơn hoa. Em soạn cái hộp đẹp vậy mà tới hồi em tặng thì em lại lấy ra để cái hộp lại. Dạ em không biết thì em ngỡ là phải tặng hoa thôi. Ý không phải hoa thiệt. À không hoa thiệt, hoa sáp. Hoa sáp là hoa là sao? Em cũng không biết. Đẹp quá, hoa sáp. Cảm ơn nha. Vô nhiên, của người ta. Vô vô. Hả trời ơi, thấy đẹp quá tôi lấy luôn. Quá đẹp. Anh nói với em nghe nha. Chưa thấy chàng trai nào mà chuẩn bị kỹ lưỡng gì đó. Mua mà không mua qua thiệt, mua qua sáp á. Sợ héo đó. Là tình yêu nó không bao giờ phai mờ theo cái qua sáp này, để ngàn năm nó cũng hư nữa. Là kỹ lắm á. Anh thiệt, anh là con gái anh chọn liền luôn á. Rồi, 2 phút tâm sự. Thế lúc nãy có nói chuyện là em không thích ở xa. Hiện tại thì anh đang ở Hà Nội. Thì Sài Gòn thì anh chỉ là công tác thôi. Nếu mà mình đồng ý á, thì anh sẽ vào một tháng làm lần. Một tháng nhau rồi. Một tháng thôi, tại vì anh ngoài Hà Nội cũng khá là bận. Dạ. Yeah. Nói chung tại anh ở xa quá, mình tìm hiểu thì nó cũng khó lắm. Nếu mà hôm nay, nếu mà em tạo cho chúng ta một cơ hội thì anh nghĩ là ngày hôm nay sẽ rất là khó quên. Dạ. Yeah. Quan điểm của anh về hôn nhân á, gia đình là như thế nào? Anh chỉ thích người chung thủy thôi. Anh không thích người phụ nữ mà không chung thủy. Mắt đưa tình. Cái đó thì em không có, nhưng mà em thấy anh nãy yêu cầu của anh cũng cao lắm. Cũng cao em biết, gì không? Biết có em có đạt yêu cầu không? Anh nhìn thấy em con mắt rất đẹp và mũi rất đẹp. Cảm ơn anh. Nhưng chưa thấy ai nhiều chuyện bằng hai ông bà này. Nói chuyện đứng cứ nhìn hoài. Thì thích thú người mà sợ cũng không anh chọn anh, tiếp. Anh có sở thích gì không? Anh có sở thích à? Sở thích là đá bóng, rồi hát hò, rồi đi du lịch. Em hát dở lắm anh. Anh thì thích giọng Sài Gòn với miền Trung, cho nên anh rất thích những ca khúc mang giai điệu trữ tình. Thôi hát đi, hát tặng đoạn đi em. Hát tặng đoạn luôn. Gặp nhau cái thuở ban đầu, áo xanh áo ở sẵn mà em mặc một màu thiêng thanh. Ràng em đẹp tựa trong chăn, mà trong đôi mắt duyên lành của nửa đôi. Bữa sau quá. Em mặc áo vàng. Áo em áo. Thôi em quên. Nhiều đó thôi, nhiều đó để tiếc. Nhiều đó thôi. Hay. Hay hơn cháu ba nãy nhiều.
Không biết tại sao anh có sở thích là rất thích người miền Trung và miền Nam. Sao kể sao anh thích người Hà Nội? Tại vì ở ngoài Hà Nội anh cũng có quen, nhưng mà anh không thấy hợp, cho nên là anh cũng không muốn làm khổ người ta, cho nên là anh cũng không muốn đồng ý. Bỏ cái vụ ngoài Bắc ra đi. Bây giờ em cảm nhận bạn trai này như thế nào? Về một miền thì bỏ qua, còn mọi thứ em thấy anh cũng ok. Quá ok chứ. Lấy nhau mà anh muốn em sinh cho anh mấy đứa? Thì anh muốn mấy đứa. Thì anh thì quan điểm hiện đại nó chỉ cần hai thôi. Chỉ hai là đủ. Em thích nhiều con. Nhiều thì vô tư thôi. Sao? Thí dụ mai mốt em theo ảnh ra ngoài lập nghiệp luôn, hỏi ảnh bao lâu cho anh em về thăm nhà một lần, thí dụ vậy. Ủa, thoải mái. Nhưng mà vấn đề có đủ chi phí đi hoài. Thì tất nhiên thì đã nói thì mình phải thực hiện. Dạ ok. Có lấy nhau sớm hơn được không? 3 năm đi tốn tiền tới máy bay lắm. Đấy tùy em, gia đình anh thì là mẹ bố mẹ anh cũng dục, tại vì anh còn trưởng. Bây giờ em nói một câu gì chinh phục cổ cuối cùng mà suy nghĩ 30 giây. Suy nghĩ nha. Nói sao để có bấm nút á. Nói sao có bấm nút nè. Suy nghĩ đi, bắt đầu. Anh yêu cả, anh ấn tượng về mặt ngoài trước thì anh nghĩ là nếu mà tạo điều kiện cho nhau cơ hội, nghĩa là không lo khoảng cách xa, nghĩa mình có thể đi được, thì hôm nay nếu mà em đồng ý, hôm nay không bao giờ anh quên, thì anh sẽ bấm nút. Rồi tới em nói đi. Em hả? Chút nữa anh biết kết quả. Rồi hết thời gian. Thời gian dành cho hai bạn chỉ có trong 3 tiếng đếm thôi. 3 2 1 Cảm giác em bây giờ như thế nào? Em rất là vui em gặp người. Nhìn cũng giống người ảnh. Có mặt nhỏ dễ thương. Em rất là vui. Quyền cảm giác như thế nào? Chung thấy anh cũng đẹp trai. Thì là được rồi. Mình nắm tay nhau cái đi. Nó tình cảm ta đi xa. Ủa, lắm á. Này nắm vậy. Nắm chứ đâu phải bắt đâu mà. Nắm tay chặt tay nhau coi. Nãy giờ tôi lo thiệt, lo muốn chết luôn vậy đó. Bạn đi tỏ tình mà tôi lo giùm á, thật sự. Tôi rất là thích. Anh nói thiệt với em nha, đây là chàng trai rất là bản lĩnh. Anh ấy tính của anh ấy là vững vàng đấy, lập trường chắc đấy. Chị nói thiệt với em, ai mà tỏ tình với chị mà ở xa mà nói mỗi tháng anh vô thăm em một lần là chị đồng ý liền luôn. Chị nãy giờ chị cứ lo em không có nhấn nút. Anh nhớ một câu này nè, là nếu như em đồng ý nhấn nút thì ngày này anh sẽ không bao giờ quên tặng cặp vé dành cho hai bạn.